Hello các bạn, dạo này rất là nhiều anh em comment vậy nè, làm thêm series về camera đi anh, để chiều lòng các anh em thì tôi lại ra phần mới đây. Lần này sẽ là những cảnh tượng cực kỳ ôi rồi xấu hổ đến muốn độn thổ của con người luôn các bạn. Chuẩn bị cười không nhặt được mồm nào, vào việc thôi. Thứ nhất, tình yêu. Yêu thì hửi nát cho nhau cũng thơm. Cái tự nhiên bị nghiện mùi này ta. Đúng là sinh vật biết yêu thật kỳ lạ mà. Mùi hương em nồng say, một chút tâm thanh nhì, hòa cùng một chút âm mani. Thứ hai, mất dạy. Xem đây, tao chỉ là một lần thôi. Bạn bè ác quá nha ba, làm vậy con có được không? Người tàn ác thường sống thảnh thơi. Thứ ba, ninja. Các chị ninja lead chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Tiếm liệm tìm sim lại còn tả tơi. Không sao sao, tự tin ra đường là được. Thứ tư, chưa say. Ngàn chén chưa say. Thôi chờ anh em tôi đi đây. Vài giây sau. Chắc là chưa say đâu. Nằm nghỉ xíu thôi mà. Thứ năm, vợ cấu. Đừng làm vợ cấu. Cái ông đi nhậu tối ngày mới về nè. Bớt say sưa lại nha. Sợ quá. Cơ mà ông chồng á, tâm vẫn bất biến với dòng đời vạn biến đấy. Thứ sáu, bà chủ. Đây là bà chủ của một hiệu cắt tóc nọ. Nhìn tóc của cô là biết cực kỳ uy tín rồi. Tóc nguyên cây râm thế này đâu phải ai cũng làm được. Nó thuộc đẳng cấp khác. Thứ bảy, con gái. Con gái từ Mỹ nết na cũng thành tổ lái khiến cho các anh cảnh sát theo đuổi sắp cái mặt. Cũng ra gì đấy, đã không đội mũ lại còn phóng nhanh. Thứ 8, các cụ. Các cụ dù già nhưng cũng mê cảm giác kích thích của tuổi trẻ. Cứ mà vui thôi, đừng vui quá. Cụ ngã ngửa ra sao? Trời ơi, pha này chắc đau. Ôi trời ơi. Xin vĩnh biệt cụ. Thứ 9, ngã. Con gái mãi cắm đầu vào cái điện thoại nên đi đến ngồi luôn vào thùng xốp và cái kết. Bị ngã lọt thỏm luôn, không đứng dậy được. Cái tội cắm mặt vào điện thoại đấy. Thứ 10, shipper. Shipper cưỡi ngựa xem mọi người có trầm trồ. Bạch mã hoàng tử của các chị em là đây chứ đâu. Chết quá, nhưng mà chắc không ai dám lên ngựa của anh đâu. Rồi. 11, livestream. Livestream bán hàng cũng phải drama cho kịch tính. Anh chị xứng đáng đoạt giải Oscar à. Diễn sâu dữ trời. Chai sữa tắm này. Lúc nãy ai đã săn được rồi? Thì hãy quay về đây cầm em chân từ đã săn được không ạ? Hôm nay tiền bạc đối với em không còn quan trọng nữa. Em chỉ muốn đổi lại sự ủng hộ của cả nhà mình dành cho em thôi. Người đàn ông này, ông chỉ biết đem tiền về thôi. Tôi không cần biết là anh có biết anh còn cái nhà này không nữa. Trời. 12, sút chai. Chị gái định sút cái chai nước ấy, thế nhưng bà đã bày cái cốt của mình xuống hồ, đứng hình vài giây không biết đi về kiểu gì luôn á trời.
gì nữa đâu mà khóc với chồng. 13 cúng bái. Thời đại này cấn gì ra chùa, cúng online cho điện thoại luôn. Cơ mà thế này thì không thành tâm chút nào. Bảo sao cái cụ không đổ cũng đúng. Xui. Vừa tắm xong chạy ra rước người yêu chơi thì hình như là lỡ vào động cơ yêu quái rồi. Đâu rồi? Đâu rồi đây? Sao lại ở tất cả chúng ta đây được? 15. Con diều. Nay đi thả diều mà tí thì tè ra quần. Nay thì diều hài cốt à. Xưa biết múa, anh có tự nhiên xỉu ngang như trời. Sáu, xe ô tô. Rồng thần quẩy đuôi, hãy xem ta đây. Vài giây sau, chiếc xe bên dưới thấy hay liền đú theo luôn. Cảnh sát giao thông đã xem và đánh giá. Mười bảy, yêu quái. Bọn yêu quái làm gì khi siêu nhân đang biến hình ta? Nhảy nhảy quay TikTok đợi thôi, cũng nghệ cả vườn nha. 18. Cơm chó của cá. Đã độc thân lại còn phải thấy hai con cá hôn nhau thấm thiết như vậy. Này thì hôn này, vừa lòng chưa? 19. Bán hàng. Khi bán hàng mà gặp ngay phải cái đứa mình ghét kiểu vì bạn xứng đáng. Thôi biết mình khốn nạn nên đành ăn chứ biết làm sao giờ. Được. Thảo ăn. Thảo ăn. Ôi trời ơi. 20. Cảnh sát. Có là cảnh sát thì cũng chỉ là những đứa trẻ không bao giờ lớn mà thôi. Cô tè quá các bạn ha. 21. Báo. Anh chàng cầu thủ đang luyện tập bóng bánh trong phòng ngủ và cái kết vỡ toàn luôn cái đèn, vừa lòng lắm. 22. Uống rượu. Uống rượu là phải chơi cả cha như thế này mới thích chứ. Tôi đố anh em nào anh dám uống như cô gái này luôn á. 23. Ngờ ngác. Sau khi hoàn thành xong tiết mục, chiếc rèm được kéo lại. Cơ mà không hiểu kiểu gì luôn. Vô tình cô bé lại đứng một mình trên sân khấu. Và những lúc này thì chỉ cần một nụ cười thật là tự tin nha. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. 24. Đi thang. Quả nhiên, người thành công luôn có lối đi riêng nha. Ông chủ số nhỏ đi bộ ngược chiều, đến khi nhân viên an ninh nhắc nhở mới xuống. Quê. Quê vậy. Quê. 25. Cua xe. Từ xa xa có thanh niên áo hồng đang chạy tới. Chạy xe máy tốc độ cao. Thanh niên hốt hoảng khi thấy xe ơi. Rồi mất lái, tông đổ luôn cái biển quảng cáo của tiệm. May mà không sao đấy nha. 25. Vâng, nếu như anh em thấy chương trình này hay thì nhớ comment một cái nhẹ nha mọi người. Đừng quên like và subscribe nha. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.